hướng dẫn 3 cách kiếm su thú cưng dành cho bạn nào chưa biết. Như các bạn cũng đã thấy thì những gói thuốc bổ thú cưng hay thần dược đều phải mua bằng kim cương hoặc su thú cưng. Vậy nếu bạn là người ít kim cương hay ít su thú cưng thì phải làm sao? Cách đầu tiên cũng là cách đơn giản nhất. Các bạn hãy bán những thú cưng hiện có mà không cần dùng nữa. Lưu ý, cùng một loại thú cưng nhưng cấp độ khác nhau sẽ cho ra số su khác nhau. Cách thứ hai, các bạn hãy đi nhặt trứng và wasabi để chế trứng sushi. Trứng và wasabi mình thấy xuất hiện nhiều ở khu cắm trại. Các bạn hãy nhặt càng nhiều càng tốt. Ở khu cà phê Bono cũng có nữa nhé. Ngoài wasabi chúng ta còn cần thêm gạo. Các bạn hãy vào siêu thị khu trung tâm và chạy đến quầy A4 để mua nhé. Chọn vào đây mua cho lẹ. Sau khi mua xong thì các bạn hãy vào cửa hàng chế tác để chế tạo trứng sushi. Trứng sushi sẽ có hai loại là chế tạo bằng mầm non hoặc từ tiền sao. Tùy vào kinh tế bạn đang có thì chọn chế loại sushi cho phù hợp. Sau khi chế tạo xong thì chúng ta sẽ bán chúng đi. Trứng wasabi bán được 16 xu, còn wasabi trứng sẽ được 12 xu. Cách cuối cùng là hãy mua trứng thường. Trứng thường sẽ mua với giá 2.000 tiền sao. Cách này dành cho các bạn ít kim cương hoặc mầm non. Sau khi mua trứng thì bạn hãy đem bán chúng đi. Trứng thường bạn sẽ bán được 10 xu mỗi trứng. Ok, tạm biệt mọi người. Nếu thấy clip này hữu ích thì đừng quên thả cho mình một like hoặc một tim nhé. Chúc Giáng sinh vui vẻ.